Thì bên mình nó sẽ đi mua tôm. Dạ. Và tôm còn sống nha. Đó, đây là con hải sâm, có nghĩa là có mình sẽ lấy cái chất lượng lập đầu. Mình là không có thông tin nhiều. Cái đó uổng lắm luôn. Đó. Thường em đi quay quán nào em luôn. Xin chào buổi sáng quý vị khán giả, quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Sáng ngày hôm nay đi đường này thì rất là nhiều cô chú tập thể dục. Tụi mình thì không có tập thể dục mà tụi mình đi ăn. Sáng trời rất là se lạnh, gần tới Noel rồi. Thì giờ chúng ta sẽ đi lên gần tới cầu Lê Văn Sĩ, địa điểm ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay chúng ta luôn hẻm, nhưng mà hẻm này là rộng và khá là xịn sò. PM Food Travel xin chào quý vị khán giả Gia Phú và Mèo. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh canh cua của một anh chủ ảnh khá là nổi tiếng nhiều năm trước. Nếu như mà những vị khán giả nào đã từng xem clip ăn uống á, thì có thể chắc chắn là sẽ biết ảnh. Thì ảnh nay đã chuyển hướng làm ăn một tí xíu. Ảnh ngày hôm nay sẽ bán món bánh canh cua với cái tên thương hiệu của mình là Chớp Chép, ở địa chỉ là 816/24 đường Trường Sa, phường 14, quận 3. Ở đây xe hơi quý vị khán giả có thể vô luôn nha, tại vì anh có cái nhà để xe luôn, rất là xịn sò. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một cái combo, một cái tô bánh canh, phải nói là nhìn đọc thôi là chúng ta đã thấy dinh dưỡng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ xem thêm cái quá trình mà chế biến ra tô bánh canh nữa. Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu. Thì ngày hôm nay ông chủ của chúng ta là ông chủ Tuấn với món bánh canh cua. Thì anh Tuấn đây thì rất là nổi tiếng nhiều năm trước. Bây giờ chắc là nhờ ảnh chia sẻ thêm chút xíu về tiểu sử lúc trước của anh Tuấn nha. Lúc trước thì anh là quán đầu tiên của Sài Gòn mở cái hàu chuyên. Thì sau đó thì thừa thắng xông lên, anh làm ngoài gà hàu thì anh có bò, gà, chim cút. Nói chung là tất cả đều là có chữ Chớp Chép phía sau á, nhưng mà sau dịch thì anh dẹp hết rồi, tại vì giờ trụ không nổi. Giờ thì anh đã chuyển hướng một cái hướng kinh doanh mới, anh bán bánh canh cua Chớp Chép cũng với cái thương hiệu Chớp Chép của mình luôn. Thì Phú cũng có một cái vinh dự thì là coi như là biết anh là mới chuyển hướng đây khoảng thời gian không lâu, nên cũng lập tức liên hệ anh, và ngày hôm nay anh cũng sẽ chia sẻ cái nồi bánh canh cua của anh với một cái giá nó rất là, nhìn nó rất là hấp dẫn. Bây giờ mình nhìn sơ nè, 59.000 đó, mà anh bán là có bào ngư, hải sâm, thịt cua, rồi tôm, rồi chả cua, sườn heo, trứng cút, huyết heo, nấm rơm. Bây giờ 59.000. Thì bây giờ là chính thức là anh mở bán này là mấy giờ thì anh bắt đầu anh bán? Bắt đầu từ 6 giờ sáng. Thì anh sẽ bán tới 10 giờ tối. Bán tới 10 giờ tối luôn, bán canh cua luôn. Bán canh cua luôn. Giờ là hào là bây giờ không... Không, vẫn bán thêm. Vẫn bán tức thêm. Là cái này là cái đầu tiên của mình, do đó mình sẽ giữ lại. Và mình vẫn cứ tiếp tục mình làm thôi.
À, cái này thì mình làm thêm. Dạ. Ok. Rồi, thôi bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ xem vừa là ông chủ mà vừa là đầu bếp làm món bánh canh cua luôn. Rồi, chào mọi người nha. Giờ là anh đang làm gì anh? Bây giờ thì anh vớt thịt. Cái này là sườn. Dạ. À, sườn với là xương. Giò thì hồi nãy anh vớt rồi. Dạ. Ừ. Ở đây thì mình có cái sườn ba loại lẻ rồi, đúng không anh? Đúng. Hả em? Cái sườn này để anh bán đồ ăn lẻ đúng không? À không em, cái này là một tô thì mình trong đó nó có xương, sườn hoặc là giò tùy theo người ta chọn. À, à mình có thể chọn giò hoặc là xương hoặc là giò là sườn. Đây là sườn. Dạ. Ok. Đây thì nãy mình anh đã vớt giò heo ra rồi. À. Đó, mọi người cũng thấy đó là buổi sáng thì bên mình sẽ đi mua tôm. Dạ. Và tôm còn sống nha. À. Thì tôm sống thì ăn nó mới dai. Và nước sôi thì mình mới luộc nha. Mọi người ơi, luộc tôm là đợi phải nước sôi mới bỏ vào nha. Chứ luộc từ lúc đầu mà lúc nước nguội là tôm nó bở nha. À. Ừ. Tại vì buổi sáng thì chỉ có hai người thôi, do đó là rất là lu bu. Coi như là anh nấu hết luôn ha. Anh làm hết. Người đàn ông đảm đang. Bây giờ thì kinh tế khó khăn, ai cũng phải cố gắng làm hết. Đây mọi người ơi, thấy không? Tôm sau khi luộc xong thì rất là hấp dẫn nha. Anh ơi, lấy đá cho anh nha anh ơi. Rồi. À, cho đá vô để nó cho săn. Nó giòn, nó săn. Cái tôm mình ăn nó không có bị bở. Không, bộ người để em hấp. Để, rồi. Rồi. Rồi, giờ bỏ đá vô. Anh bỏ đá vô. Rồi. Thực sự là nấu tôm, nấu bánh canh á thì phải có tôm khô. Dạ. Mình vào chịu khó mình rang lên nha. Mình rang lên xong rồi mình xay nhuyễn ra. Ồ, cái này là sò điệp gì anh? À, đây là cò sò điệp Nhật. Dạ. Thì cái này mình nấu, mình bỏ vào mình nấu để cho nước lèo nó ngọt á. Ồ. Ừ. Nói chung là mọi người đừng có nghĩ là cái giá 50 mấy ngàn hoặc là 30 mấy ngàn thì là nó không có chất lượng nha. Bên mình chủ yếu là chất lượng. Dạ. Ồ. Là cái nồi này trước đó là anh đã có xương. Rồi đúng rồi, hồi nãy mình vừa vớt xương ra, tại hồi nãy không bỏ vào là sợ mình vớt ra thì mắc công thủy lựa. Đối với quý vị khán giả, đây là cái gì đây? Đó, đây là con hải sâm, có nghĩa là có người gọi là con đĩa biển á. Dạ. À, mình là hải sâm baby, thì nó nhỏ nhỏ. Ở ngoài chợ thì người ta bán là hải sâm nó to to. Dạ. Thì cái này thì mỗi cái nó ăn một cách khác nhau. Ăn này, cái này đàn ông ăn thì ok lắm nha, khỏe lắm nha. Rồi. Cái này thì mình làm từng con, mình đã làm sẵn rồi, sạch rồi đó. Ừ. Là anh làm sạch luôn đó hả? Ừ đúng rồi, mình về mình phải lấy cái ruột đó ra em. Ồ. À đúng rồi. Thì cái này thì mấy bạn làm từ buổi tối á. Dạ. Đúng rồi. Cái buổi sáng á thì buổi tối thì mấy bạn nhân viên làm cho buổi sáng. Từ cái loại này có người ta làm sạch sẵn, mình chỉ mua về thôi. Mình mua về thì mình cũng phải làm lại. Dạ. Tại vì nếu là không kỹ á, lúc mà mình ăn á nó sẽ tanh lắm. Ừ. Tại bản thân mấy cái hải sản mà. Lần đầu rồi, tiên okay. Mọi người thấy ha, bánh canh có hải sâm. Chưa đâu, chưa hết nha. Đây là cũng là nguyên liệu trong một cái tô bánh canh ngày hôm nay quý vị sẽ xem. Đó là bào ngư. Bào ngư. Bào ngư thì khi mình về mình bỏ cái ruột đi nha. Dạ. Bỏ cái ruột, ăn thì vẫn được. Nhưng mà mình ăn thì nó sẽ tanh. Thì sau khi mình bỏ ruột xong á, là nó vậy đó. Em cũng có nghe là cái bào ngư này ăn được cái ruột. Có người thì bỏ. Nhưng mà đa số là nướng á. Dạ. Thì sẽ ăn luôn cái ruột. Yeah. Còn mình ấy còn nhớ bỏ cái đen đen cái đầu này nha. Yeah. Nước đó là nước muối luôn. Đúng rồi, nước muối em. À, hải sâm với lại bào ngư đều ngâm nước muối hết á. Đó, đúng không? Cái ruột của nó là phải bỏ đi. Hết. Bỏ đi. Thì sợ bán không có lời được bao nhiêu, nhưng mà vấn đề là bây giờ mình sẽ lấy cái chất lượng làm đầu. Bây giờ ai cũng khó khăn hết, muốn ăn một món ăn ngon thì bây giờ dù có nhiều chỗ thấy bán bào ngư 100 mấy 200 thì người ta đâu có tiền đâu ăn. Dạ. Thì con bào ngư nó bự hơn chút thôi, cái size nó to hơn chút thôi.
Bây giờ mình mua nó bé hơn, cái size này là 19 đến 20 con một ký. Đó. Thì giá nó rẻ hơn tí, nó nhỉnh hơn chút thì mọi người sẽ được ăn nó ngon mà giá nó rẻ. Rồi sau khi rửa xong và chà sạch sẽ thì con hào ngư mình như thế này nè. Mọi người thấy không? Đây. Nha. Rồi sau đó mình sẽ đi hấp nha. Dạ rồi. Mình có người thì xào nhưng mà mình thì hấp để giữ lại cái vị ngọt của nó đó. Mình hấp trong vòng 10 phút nha mọi người. Hấp lâu quá thì nó sẽ dai nha. Rồi. Vớt ra xong rồi vô ngâm. Đúng rồi, phải ngâm liền nha. Chứ không là hồi nó khô queo, nó đang thui thùi lùi à. Đó mọi người. Rồi. Ở đây thì mình có càng ghẹ và càng cua nha. Dạ. Thì mình mua là càng cua mà không biết người ta có pha hay không thì mình không biết nha. Mà tươi luôn hả anh? Tươi em, không có đông lạnh nha. Không, nhưng mà quý vị khán giả nhìn thấy không phải là chỉ là những cái chân cái que không, mà là hình cái càng luôn. Rồi, đổ vô. Rồi, ăn lưng luôn. Rồi, ok em. Sơ về thì mình phải xào sơ qua thì nó mới thơm, không thì nó sẽ bị tâm nha. Đây, sau đó thì bỏ vào một ít bột nêm, đừng có nhiều quá tại vì bản thân nó đã mặn rồi, và mình bỏ nước dùng vô nha để cho nó thấm vào trong, rồi bắt đầu mình để vậy để cho nó rút nước xuống. Ủa là hồi trước anh có học bếp không? Anh không học bếp nhưng mà anh rất là thích cái nghề này. Mình chịu khó siêu tầm nghiên cứu. Rồi sau đó thì ngày dạy nghề. Nhưng mà trước đó là anh bán về hào. Cái món này là anh nghiên cứu từ lúc nào? Nói chung là hào thì cũng vậy, cái này cũng vậy, là do anh thích ăn. Dạ. Thì sau đó thì mình chỗ nào có thì mình đều đi ăn hết. Sau khi mình ăn rồi thì mình mới thấy là người ta có cái này cái hay, cái gì hay đó thì mình rút tỉa thôi. Dạ. Cái này mình phải xào trong bao lâu rồi được anh? Nó rút hết nước em. Rút hết nước luôn ha. Nó cạn nước luôn. Nó trở lại trạng thái ban đầu á. Là ok. Thì mình sẽ đỡ đảm được là thứ nhất là nó sẽ không bị hôi, thứ hai nữa là khi mà ăn nó chắc cái càng. Dạ. Nước này là anh đã nêm gia vị rồi. Đúng bây rồi. Giờ là anh bỏ thêm hột gà vô. Rồi, bột thôi. Nó lên rồi. Chín, nó chín nó lên liền. Cái gì bạn? Nắng. Cái gì bạn? Cái canh cua thì nó phải sạch sạch. Canh cua mà không có cái này là không đúng rồi, thấy không? Quý vị khán giả xem clip nhiều rồi, quay nhiều người quay chế biến rồi, quý vị có để ý không? Tất cả những người mà con trai, đàn ông mà làm bếp đều có một cái giọng giống như là dạy nấu ăn cho một chương trình dạy nấu ăn. Thực sự là nếu mà đã vậy thì chỉ cho người ta nấu luôn, khỏi cần ra ngoài ăn. Lâu lâu nấu cho vợ ăn. Không sợ mất công thức hả anh? Không sao đâu, trời ơi. À, ok, đúng rồi. Rồi, đó là xong rồi nước lèo. Xong rồi nước lèo. Bây giờ chỉ còn có một cái cuối cùng thôi. Tí xíu nữa là mình sẽ dùng cái đầu con tôm á. Dạ. Mình sẽ lấy cái gạch và cái thịt. Ồ. Cái đầu con tôm á mình xay nhuyễn ra. Rồi mình xào với lại hành. Mình phi thơm hành mình thả vào. Thì nó vừa ngọt mà vừa đẹp nữa. Rồi. Đó là nồi nước lèo mình xong rồi đó. Ok. Mình thả huyết vào luôn nha mọi người. Để chi để cho thứ nhất là nó chín. Thứ hai là cái huyết mình nó sẽ thấm vào. Ăn nó ngon hơn. Ủa cái gì đây anh? Có một cái bí quyết nhỏ nhỏ đó là nếu như mà sau khi mà mình ngò đó, mình cắt ra rồi đó, thì mình lấy cái gốc ngò và cái thân ngò đó mình xay nhuyễn ra, mình bỏ vào đây thì nó sẽ tạo ra cái tô bánh canh lúc nào cũng thơm mùi ngò hết. Cái lỡ mà khách đông á mình quên mà mình không có bỏ ngò thì nó cũng đã thơm rồi. Rồi đừng bỏ gì hết nha, cái gốc ngò rất là tốt nha, đừng bỏ nha. Rất là nhẹ. 10 phút đã xong. Trong 10 phút anh đã làm rất là nhiều việc. Quá trình từ làm nước lèo nó quen mà làm riết quen rồi.
nào Ngư. Ồ ấp mà nó có nước lên cái nước này tí xíu là mình lại bỏ vào trong nồi nước lèo luôn á, đừng có bỏ uổng. Uổng rồi, nước từ hải sản nó ra mà. Đó, nó thơm lên đó cái mùi. Trời ơi. Bổ dưỡng. Rồi, ok. Giờ là cái đầu tôm. Đó. Mình sẽ bỏ vô đây. Ok. Không bỏ sót cái gì nha. Sử dụng hết. Sử dụng hết. Bỏ tôm vô mình xào. Đầu hành này thả vô đây cho nó đẹp. Ok. Xào cái thịt, cái thịt của cái tôm á, đầu tôm gạch. Ừ, đúng rồi, gạch rồi đó. Đó, mọi người thấy không? Nếu mà mình thích thì mình có thể cho một chút xíu màu màu điều vô nữa thì thôi. Và nó đẹp lắm. Tính okay. Ra anh chuyển qua cái này là bao lâu rồi? Hôm nay là ngày thứ ba. Ok, giờ cái này là màu điều nha mọi người ơi. Màu điều mình phi, mình pha, mình thắng lên đó. Phi lên. Đó, nó hơn màu một chút. Đừng có bỏ nhiều quá, tại vì mình cũng không thích màu nhiều quá. Đó, mọi người sẽ thấy là có tôm khô, có tôm, có nước hải sản, có xương, còi sò điệp, còi sò điệp nữa. Mọi người ơi, thấy vậy thôi chứ là bao nhiêu tiền thì bao, nhưng mà phải chất lượng cái đó. Giống như mình ăn vậy đó mà, bán cũng vậy, mình ăn cũng vậy. Quá trời nắng lắm. Đây, bây giờ là cái quầy nguyên liệu của anh đã đầy đủ hết rồi. Nhờ anh Tuấn giới thiệu, bây giờ một tô 59.000 sẽ có cái gì nè. Đó. Thì ở đây mình có giò heo nè. Chả cua. Hải sâm. Bào ngư. Thịt cua. Thịt cua. Sườn. Sườn. Trứng cút. Trứng cút. Tôm thẻ. Tôm thẻ và bánh quẩy. À, bánh quẩy. Thì là 59.000, tức là em thấy là có giò hoặc là sườn đúng không anh? Giò hoặc là sườn mình có thể chọn. Ngoài ra thì cái giá 59.000 là do là mình không có ghi không đầy đủ, thực sự là có giá 35.000, tức là giá bình thường á. Là có gồm có giò heo hoặc sườn và không có, nói chung đủ hết. Ngoại trừ không có bào ngư phải xăm thôi. Dạ. Đó, thì nên bây giờ là một lát nữa sẽ có khách nè, mình sẽ xem anh bán, mình sẽ hình dung được những cái tô như thế nào. Đây, có khách. Rồi. Bánh canh anh không có để trong chung cái nồi nước lèo ha? Không em, mình để ngoài. Thường em thấy là sổ bánh canh cua là người ta để trong đó, anh để về để cho nó giữ được cái nguyên chất cái nước lèo. Đúng rồi, thứ nhất, thứ hai nữa là mình sẽ làm nước nó không có bị sánh lại đó. Dạ. Và mình muốn nấu cái bánh canh đó cho nó thấm cái nước lèo vào thì nó sẽ ngon hơn. Dạ. Tô này anh đang bán là tô thường em. À, 35 ngàn. Wow. Có sườn, có tôm. Đây. Và cái nước lèo thì đó. Và mình ở trong đó anh sẽ đem vô một chén bánh quẩy sau. Dạ. Ok. Đây, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay. Rồi. Tô đặc biệt. Thích giò thì ăn giò, thích sườn thì ăn sườn anh ha. Ok. Đó, hải sâm, bào ngư, tôm, trứng cút, cua.
59 ngàn. Wow, 59 ngàn. Thảo làm tròn 60 luôn đi anh. Ủa, bạn hay nói 59 ngàn, anh làm luôn. Thật sự là bớt 1 ngàn, nhưng mà thật sự là hôm bữa nó nói vậy á, thật sự là bây giờ nó mới nan giải biết sao không, là mình phải kiếm đâu ra 1 ngàn để mình thối. Rồi rồi, 59 ngàn thôi, miếng tiêu đó thôi, xong rồi nha. Cái bánh này mình được ăn nhiều không anh? Mọi người thích ăn nhiều thôi. Dạ. Tại vì thường á buổi sáng á mọi người ăn, anh thấy mọi người đều ăn ít lắm. Dạ. Do đó là anh làm chút chút gì đó. Thì mọi người muốn ăn, ai có nhu cầu ăn nhiều thì cứ báo anh. Dạ. Rồi. Tô này như là em nghe nãy khách là tô bình thường nhưng mà lại lấy hải sâm, không có lấy mấy kia. Này anh sẽ lấy bán hải sâm hả? Dạ. Là anh sẽ là bán làm sao? 35 ngàn, không chỉ lấy hải sâm thôi phải không? Không, em nghe giờ là tô 35 ngàn vừa có sườn vừa có hải sâm á, là anh tính à thôi. Vậy thì anh sẽ bỏ tôm ra. Yeah. Và anh thêm 2 con hải sâm vô, tại vì hải sâm nó mắc hơn tôm. Yeah. À, rồi thì nó vẫn vậy thôi, là 35 ngàn luôn. Vẫn 35 ngàn. Ừ. Còn nếu có tôm vô? Có tôm vô thì là 40 ngàn. Yeah. À, tại con tôm đó là 5 ngàn. Yeah. Rồi. Giờ đậu qua bán này nó hơi cảm giác nó hơi khác khác anh ha. Đúng rồi, nó mới. Chung là hiện nay là mới cho nên là anh sẽ còn nhiều thiếu sót. Anh thấy là cho anh như là menu là anh phải thêm menu vô để người ta hình dung được có nhiều mức giá. Dạ. Yeah. À, bây giờ anh em vẫn đang là một tô đặc biệt ha. Đúng rồi. Thí dụ người ta ăn tô 35, người ta ăn thêm đồ ăn thì anh tính sao anh? À, bò ngư thì 20 ngàn con. Dạ. Còn hải sâm á thì 2 con là 10 ngàn. À. Ừ. Con ngư mà 20 ngàn một con. Đúng. Bởi vậy hàng ghê anh ra cái combo, nếu như mình ăn combo mình lợi hơn. Đúng rồi, ăn combo nó lợi hơn. 59 ngàn có rồi, đầy đủ hết. Chứ ăn thêm một ngư không mà 20 ngàn con, quý vị khán giả tính ha. Do đó là mình tốt nhất là mình nên, trước khi mình vô mình lựa chọn, một là mình sẽ ăn một tô hoành tráng, hai là mình ăn tô 35 ngàn. Dạ. Nó nhanh gọn lẹ. Rồi, nhớ okay. Đứt đều. Nhưng mà em thấy nãy giờ thì theo em nha, kinh nghiệm em đi quay nhiều thì nếu được á, cái bánh canh anh thêm một tí nữa cho nó ok. Mặc dù là anh nói là sẽ có muốn ăn nhiều ăn ít thì nói được, nhưng mà mình thêm một tí đi. Thật sự là anh thấy là một tô như vậy á, với con trai á thì ăn ok, nhưng mà con gái lúc nào cũng bị dư. Dạ. Đó, thì thí dụ như mọi người nói là ok, nói thêm một tí thôi, bánh nhiều cái là mình bỏ thêm nhiều thôi, thoải mái thôi. Chứ để mà đem ra rồi có nhiều người lại ăn bỏ phí, thời buổi bây giờ khó khăn mà. Rồi, bây giờ anh làm cho em tô thường, tô đặc biệt luôn nha. Rồi, ok, đặc biệt trước nha. Dạ. Ok, cho nó hấp dẫn. Okay, em ăn sườn hay ăn giò? Dạ, em ăn sườn đi. Sườn, ok. Bữa giờ mới ăn giò rồi. Rồi, có sườn đây. Sườn thịt. Sườn. Mà từ bữa giờ anh bán thì lượng khách anh như thế nào? Cũng lai rai, tại vì cũng không ai, anh cũng không có... chưa có nhiều người biết đó em. Dạ. Thành ra bây giờ nấu cũng vừa phải, không nấu nhiều. Hy vọng là sẽ... Rồi, hy vọng là sẽ khách sẽ đông. Dạ. Anh không thử, hồi trước anh có lưu thông tin của những khách hàng trước của anh không? Thật sự lúc trước á, lúc mà bán được á, anh là giao cho quản lý không à. Trời. Bây giờ thì tới mùa này thì giờ mình làm, do đó là mình không có... mình là không có thông tin nhiều. Cái đó uổng lắm luôn đó. Thường em đi quay quán nào em luôn nói với chủ quán á, nếu được á lưu lại thông tin của khách hàng để giống như mình có chương trình gì mình nhắn họ biết nó sẽ tốt. Thì lúc trước á là do mình cứ anh làm nhiều quán đó. Dạ. Mình đâu có một chỗ đâu lấy được đâu. Thì hiện tại á, cái không gian á nó sẽ hơi chệch một tí xíu là do là anh đang tận dụng lại cái mặt bằng lúc trước của anh bán hào chớp chép đó. Nó vẫn là sử dụng đèn vàng. Nếu mà mỗi gì không thích á, mình có thể ngồi ở trên. Mình anh có cái gọi là sao ta, cái sân vườn ở trên á, nó sẽ sáng sủa hơn, nó cũng mát mẻ hơn. Chứ lại có một cái góc ở ngoài đây, nó sáng. Đó. Rồi. Sau những giây phút xem thì chắc nãy giờ quý vị khán giả cũng đã đói bụng rồi, chúng ta chỉ chờ đợi giây phút này thôi. Thì bây giờ Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn, chúng ta cùng thưởng thức tô bánh canh cua. Đây là tô 35 ngàn ha. Cái tô bánh canh thông thường giống như chúng ta thường ăn. Đó, còn đây là cái tô đặc biệt.
Thật ra là cái này là tại Phú vớt lên á, chứ thực ra đồ cũng chìm xuống nè, cái tô này nó cũng chìm xuống hết dưới rồi. Chút nữa mình sẽ nội soi chi tiết thì mới thấy. Tôm nè, màu ngư nè, hải sâm nè. Đó. Rồi đây là cái tô ăn thêm. Đó, 20.000 con. 10.000 hai con, hải sâm. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái nước ha, mặc dù anh bỏ bột năng nhưng mà nó chỉ có cái độ sánh thôi, nó sẽ không có quá đặc. Đó, nó vẫn có cái độ lỏng. Vị nước lèo rất là đậm đà và cái hậu nó ngọt. Quý vị khán giả, với buổi sáng thì chúng ta ăn như vậy rất là vừa miệng. Mình nghĩ là chắc khán giả xem anh Tuấn chia sẻ cũng rất là thích, và thậm chí cái cách mà anh để xương sợi bánh canh á, anh cũng để một cái nồi nước lèo riêng chứ anh không có để chung, nhưng để ảnh hưởng cái gọi là cái sò điệp rồi những cái tôm khô mà anh nấu trong cái tinh túy của cái nồi nước lèo đó. Anh rất là hay, anh rất là kỹ. Quên, bánh canh cua là mình phải ăn cái này. Quý vị khán giả thấy không? Bây giờ thời buổi giờ anh là có tất cả là 4 năm quán, mà chỉ sau cái dịch bây giờ là coi như là không còn quán nào nữa. Bây giờ anh phải giữ cái này để anh chuyển hướng kinh doanh luôn. Mà thậm chí là anh phải nghĩ ra một cái combo với 59.000 mà nhìn chất lượng, đúng không quý vị khán giả? Ở một cái thời buổi rất là nhiều người giờ tiết kiệm hơn. Cái này có sò đẹp nè, thấy không? Vớt lên là còn sò đẹp nè. Thì là có thêm một cái topping sò đẹp nữa không? Đây, bình thường ăn tôm cuối giờ phải ăn tôm đầu, nó có đồ xịn khác. Ủa ăn hả? Tưởng mang quay thô. Tại sao lại khỏi vậy? Ngày nào lại không có bán? Hiện tại là anh đang có cái ớt xanh ở quán. Nói chung là anh vẫn đang vừa bán và vừa tiếp thu những ý kiến của khách hàng, và cũng đang điều chỉnh lại cái mặt bằng trước giờ mà anh đang bán hào chớp chép. Thì quý vị khán giả khi xem clip đến đây thì có thể nó vẫn sẽ có một số sai sót đó, Phú sẽ nói anh để gán chú ý, mình khắc phục hết những cái tiểu tiết để cho mọi người có cái trải nghiệm thật là tốt nhất. Miếng này cho quẩy. Bây giờ cái quẩy chỗ này anh lấy ăn cũng ok. Nó vẫn có cái độ bột, nhưng mà nó thấm bánh nước lèo, ăn nó thơm, nó không có bị ngấy ngán. Mình thích thì thường mình ăn thì mình thích cái loại nó mỏng mỏng hơn, nhưng mà cái loại này ăn nó ok, no hơn. Rồi chúng ta đến với cua thôi. Đó, săn. Cái gia vị anh xào nó vừa đủ. Chấm cái ớt, mọi người thấy ở đây là ớt rim của anh nha, cay lắm á. Ớt xanh thêm ớt rim đó hả? Ớt xanh bỏ thêm ớt rim, có sa tế nữa. Ớt sa tế cũng đặc biệt lắm, thì nếu quý vị không thích đó mình ăn với nước mắm. Này chả cua giòn, có gia vị nhưng mà nó cạn, ăn nó sẽ giống kiểu chả lụa hơn cái hương vị đó. Này mà có cua nữa chắc lỗ quá, nếu mà cua xịn nữa là lỗ quá. Này sườn, những thứ lúc trước chúng ta ăn cuối, bây giờ chúng ta chuyển nó lên. Sườn ăn thì cái thịt nó săn, nó sẽ không có mềm nha, nó có độ săn, nó giòn giòn. Ớt xanh của anh ăn cũng thơm, ngon. Rồi đây, ai mà xem lướt xem tới đoạn này thì chắc nghĩ này da heo á. Nhìn con heo quý vị dạ. Rồi đây hãy xăm nha. Không mà lúc đầu thấy nó ấy nấu xong nó teo rồi.
giòn á, mình nhai nó có cái độ ngọt nha. Còn cái này ăn nó ngon, nó giòn mà nó thơm, giòn da heo nữa, sật sật. Đây bào ngư, ta phải ăn vậy trước chứ. Chắc lịch nữa. Hóa là giá của ăn con về cắm hải sản. Rồi, trước khi ăn miếng cuối thì quên cái thông tin này, tức là anh không có bán qua app nha quý vị khán giả, cho nên là nếu em mua thì có thể điện trực tiếp hoặc là chúng ta đặt ship tới mua trực tiếp rồi đem về cho mình. Đó, chứ anh bán qua app nữa thì cái giá nó sẽ đội lên, mà bên app thì họ sẽ ăn lời. Đó, thì cái công mình nó bỏ ra nó cũng uổng. Thực ra có nhiều người không bán app là vì như vậy, làm nhiều khi người ta sẽ có nhiều người nó nói ủa cái giá này sao mua trên app mình lại mắc hơn, nó lại vậy. Có nhiều người ta không sử dụng app rành, người ta không có biết. Vẫn không tin được là anh bán tô này 59 ngàn, nhìn cái nồi nước lèo nấu thì cũng là thấy dinh dưỡng với chất lượng rồi. Ai đạo bánh canh cua thì còn chờ gì nữa mà không qua thưởng thức thử. Dạ, đây có một vị khán giả cho xin ý kiến thì giới thiệu với như vậy là bạn Trinh. Cho hỏi tí xíu, Trinh đang làm công việc gì ha? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ, thì Trinh cảm thấy cái tô bánh canh này như thế nào với giá 59 ngàn? Em thấy giá 59 ngàn là phù hợp rồi. Tại vì ở trong tô bánh canh đó 59 ngàn mà có vừa có bào ngư nè, vừa có cua nè, vừa có thịt nữa. Mà Trinh có biết là cái nồi nước lèo có gì nữa không? Ăn nó có biết không? Chưa biết đâu đúng không? Dạ, đúng. Đợi clip về coi thì sẽ biết. anh nấu có nhiều cái nguyên liệu cũng chất lượng trong cái nồi nước lèo lắm. Thì còn cái hương vị thì Trinh cảm thấy sao? Em thấy khá là vừa miệng đó chứ. Rồi, cảm ơn ý kiến của Trinh nha. Dạ. À mọi người, cái gì vậy? Quý vị khán giả thấy không? Wow. Thấy sợ cái menu quán anh không? Rất là nhiều món luôn. Tức là những cái món này hiện nay là anh vẫn bán buổi vẫn chiều bán, tối. Bắt đầu từ 10 giờ, anh bán tới 10 giờ tối. Dạ. Thì có bánh canh thì anh bán từ sáng, sáng... từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Đó, coi như là bây giờ anh vừa bán cái này mà vừa kết hợp tận dụng cái mặt bằng để mình bán hàu. Nhưng mà anh thấy là tô bánh canh anh thực sự là bán giá 59 ngàn này là chất lượng lắm luôn á. Thực sự là bản thân anh cũng nhiều người cũng nói vậy. Nhưng dạ, mà anh lại nghĩ là ví dụ như thực sự là anh là lấy ngắn nuôi dài thôi. Lợi ích chút xíu. Để cho khách nhớ tới mình, rồi khách đến là có gì khách thì ủng hộ mình buổi tối nữa. À, thì em cũng cảm ơn anh Tuấn đã mời tụi em đến đây và cũng như là hỗ trợ tụi em để mà có những cái clip, có cái clip những hình ảnh hấp dẫn gửi đến cho quý vị khán giả. Em cũng chúc anh là với cái sự chuyển hướng này, sự chuyển mình này nó sẽ thành công. Rồi anh cũng cảm ơn Phú Gia Mèo đã tới giúp đỡ anh thứ nhất, và cũng cảm ơn quý khách đã ủng hộ cho Hào Chép Chép thời gian vừa qua. Dạ. Quý vị khán giả xem xong clip thì thèm bánh canh cua hãy đến đây để thưởng thức, để bồi bổ. Có bào ngư, có sò điệp, rồi có hải sâm nữa. Thì sao chúng ta không thử trải nghiệm xem cái tô bánh canh này nó như thế nào. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Chào mọi người ạ.